Vâng, em xin chào các bác. Đấy, hôm nay em có một cái bộ dàn nó nhìn nó rất là đẹp. Các bác thấy không? Rất là đẹp, rất là độc. Vụ các bác nào ai thích đẹp độc để nghe nhạc trên trong máy tính này, trên bàn làm việc này. Nói chung là mình để đặt trên bàn làm việc hoặc đặt trong phòng ngủ nghe nhạc để vừa mang tính chất trưng bày vừa mang tính chất để nghe nhạc giải trí nhá, thì là mình lấy bộ này nghe rất là hay. Đấy, bộ này để chuyên dùng cho máy tính để nghe nhạc từ điện thoại máy tính ra qua đường dây AV nhé. Bộ này được kết hợp giữa một cái con âm ly của Onkyo là con Onkyo R801A kết hợp với cặp loa Panasonic BM01 như các bác nhé. Dòng tép có cánh tản âm như này, chất đẹp như này. Đấy, có nhìn thấy không ạ? Cái chất đẹp rất là đẹp nhé. Đấy, chất chưa? Thì rất là chất và rất là độc các bác nhé. Các bác có thể tìm, các bác tìm về những cái bộ này trên thị trường gần như là không có mấy đâu, rất ít. Nhà em có khi cả 2 năm nay mà nó mới về được thêm một đôi bộ như này nhá. Đấy, rất ít, rất hiếm. Bác nào đang thích sưu tầm những cái loại mà hiếm thì là lấy những con này về thì tuyệt vời luôn nhá. Panasonic BM01 này, kết hợp với con Onkyo R801A. Thì con Onkyo này thì mình có thể kết nối với điện thoại máy tính qua các đường dây CD, các đường dây AV như là CD in này, tape in này, ở dưới này có CRBC in này, MD in này, cặp lúc nào cũng được nha. Sau đó mình chuyển cầu đúng cổng và mình vặn tín hiệu lên để mình nghe nhạc, thế là được. Đấy, đơn giản vậy thôi. Và con này thì sau này mình thích mình có thể là kết nối thêm xúc điện vào đây để tăng cường thêm âm bát nhé. Panasonic BM01 này. Con này thì bộ dàn này nó kích thước rất là nhỏ gọn thôi, mình đặt ở trên bàn làm việc hoặc là đặt ở trên 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 ấy thì nghe nhạc rất là hay nhá. Đặt ở trên bàn làm việc để nghe nhạc trên loa thay loa vi tính hoặc là nghe thay loa tivi rất là tuyệt vời nhá. Đặt ở trên kệ tivi rất là đẹp, rất là nhỏ gọn, rất là hay. Chiều ngang ở đôi này. 4 này. Đôi này. 4 này. Hả? Ờ đôi. Đôi đôi đấy vừa mới có khách chốt rồi. Chốt xong rồi thì. Ừ. Đôi đôi có khách chốt xong rồi anh ạ. Đấy. Ở đây thì là chiều sâu ở đây đôi nó khoảng tầm 33 cm và chiều cao nó khoảng tầm 21 cm các bác nhá. Đấy, cái đôi loa Sony HDD đấy các bác không nhanh tay là mất ngay. Đấy. Vừa từ nãy giờ là mấy người gọi hỏi cái đôi loa Sony ấy rồi. Đấy. Bộ này mà không nhanh nữa thì em nói thật là cũng chỉ trong một nốt nhạc thôi. Chỉ trong một nốt nhạc, muốn nói một nốt nhạc thì nó hơi hơi bốc phét một tí nhưng mà nó trong vài phút nó sẽ mất đấy. Nó tương ứng với cả trường độ của tầm khoảng một bản nhạc gì đấy, một đoạn nhạc gì đấy, một đoạn nhạc nó mất khoảng một phút gì đấy. Nhạc trong các đoạn nhạc sẽ có rất nhiều nốt nhạc đúng không? Nhìn chung là trong một vài đoạn nhạc nó sẽ mất thôi đấy. Thì BM01 nha. Đấy, thì sau khi mình kết nối xong này, là xin lỗi các bác này, vừa mới đi quá chủ đề một tí. Đấy, thì các bác kết nối máy tính điện thoại vào đường CD chẳng hạn nhé. Đấy, thì mình đây cắm dây loa vào này, vào kẹp loa này. Đấy, sau đó mình ấn input chuyển về đúng đường vào là CD này. Đấy, và mình bật tiếng lên này. Đấy, thế là mình có một bộ dàn để nghe nhạc rồi, đơn giản vậy thôi nhé. Đây, lưu ý cho em là con này là điện 100V nhá. Đấy, nó bé bé nhưng mà tiếng rất là to nhá. Đấy, để nghe trong phòng diện tích 15-20m2 là thoải mái luôn. Quê hương trăm nẻo đường xa vời, thương nhớ sẽ làm tôi giây phút không nỡ rời. Cầm tay khẽ nói, con này nó sẽ có một vài chế độ chỉnh âm thanh ở đây nhá. Các bác có thể chỉnh, các bác có thể dùng các chế độ chỉnh sẵn ở trên này, chế độ chỉnh bát sẵn trên này. Dặn anh về đơn vị mới nhớ biên thư thăm nhiều nhé. Chia tay canh gác đã đến phiên rồi, kỷ niệm trong đời lời tôi lần cuối thôi, nâng cạn hết ly này.
thôi nâng cạn. Một đoạn nhạc nó sôi động hơn một tí xem như nào nhé. Một đoạn là không đời guitar đi. Guitar phòng trà này. Đấy, kiểu dáng độc đáo, cổ kính mà nghe nhạc rất là hay nhá. Đấy. Con này nếu như mà phòng ở diện tích nó khoảng 15-20 m² nghe thì tuyệt vời luôn. Đây phòng em ở đây, cửa hàng nhà em đây là đang mở cửa thẳng ra ngoài đường. Đấy, âm thanh tạp âm rất là nhiều nhưng mà các bác thấy không? Đấy. Nó còn đang được tốt như này. Khi mà các bác nghe ở trong các cái phòng nhỏ, không gian nó yên tĩnh hơn, nó kín đáo hơn, nó ấm cúng hơn thì nghe nó sẽ còn khác nữa các bác nhé. Không gian phòng nó sẽ ảnh hưởng khá là lớn đến cả cái âm thanh nhé. Không gian nó rộng quá thì sẽ cần những cái loa nó phải lớn. Ví dụ các không gian nhỏ thì nên dùng loa nhỏ. Bởi vì không gian nhỏ mà dùng loa lớn thì cái tiếng bass nó dội nhiều và nghe rất là mệt. Đấy. Nên là thường là các cái phòng nhỏ người ta không bao giờ dùng loa to. Đấy, và các thuộc phòng to thì không dùng loa nhỏ, nó bị như vậy nhé. Còn tất nhiên nếu các bác muốn nghe nhỏ nhẹ thì phòng to phòng nhỏ như nhau nhé. Ok, trên đây là con R801A kết hợp với cả loa Panasonic BM01 nhá, thì là hai thứ đôi loa và cái cục công suất này thì tổng cả bộ của nó là 1.550.000 nhé. Bác nào đang có nhu cầu mua Ano cho em nhé, 1.550.000 là 550.000 thôi. Đấy, xin chào các bác và xin được gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em.